My name is Thị Nguyễn. I'm the founder of Best Life Vietnam, a non-profit organization working to improve the life of underprivileged children and youth in Vietnam. We help the children and youth by providing them access to education and occupational training opportunity. We have been providing books to school library, scholarship, and organize English class for children and youth who live in rural and mountainous area of Vietnam. Starting this year, we are very excited about our new partnership with Thuong Thuong Handmade Center. Yeah, Ms. Thuong Thuong, the founder of the Thuong Thuong Handmade Center. Hello! So, Better Life Vietnam and Thuong Thuong Handmade Center will work together to give free occupational training opportunity to youth with disability. Mm-hmm. We provide them training in making the handmade paper product. And also, we try to find a way to help them to sell product abroad. So now, let's meet Thuong Thuong, amazing woman, who is the founder of Thuong Thuong Handmade Center, and let us hear her story. Giám đốc doanh nghiệp xã hội Thuong Thuong Handmade. Bên em thì chuyên dạy nghề và tạo việc làm cho các bạn yếu thế, ví dụ bị khuyết tật và bị thiếu máu bẩm sinh. Đấy, các bạn đi đến từ khắp miền đất nước Việt Nam, nhất là vùng cao. Lý do thành lập doanh nghiệp xã hội Thuong Thuong Handmade này vì là bản thân em cũng là một người khuyết tật. Và em cũng không muốn là mình phải sống phụ thuộc bố mẹ quá nhiều, hoặc là nhận sự thương hại của mình. Em cũng muốn là mình có một công việc ổn định để nuôi sống bản thân. Và em cũng muốn là tức là lan tỏa điều đấy tới những các bạn cùng hoàn cảnh. Và cũng muốn là những bạn mà có ý chí, có sự vươn lên trong cuộc sống, và cái nghề này sẽ giúp cho bạn ý có thể tự lập trong cuộc sống được. Ai cũng là sinh ra thì ai cũng có quyền được như nhau, và đối với những người mà khuyết tật, những người bị bệnh thì họ bị tức là gọi là thiếu may mắn trong cuộc sống, nhưng mà không vì thế mà họ bỏ cuộc, và họ cũng mong muốn là mình có một cái cuộc sống được như bao nhiêu người, có gia đình, rồi được hòa nhập xã hội. We will show you. We are invisible.